nếu một ngày đẹp trời ngủ dậy và thấy mặt chi chít mụn, không phải mụn bình thường, toàn mụn bia sưng to luôn. Đây, trẻ không mụn, già mụn bù chính là đây. Nếu mà không phải là do stress quá độ, ăn uống thất thường, thay đổi chỗ ở hoặc là dùng kem có chứa cọc thì 99% nguyên nhân là do rối loạn nội tiết. Và nhớ nằm lòng phác đồ đầu tay để mà từng bước điều trị. Nói tóm lại thì sẽ có 3 ý chính như này. 1. Vitamin A dạng uống hoặc bôi hoặc kết hợp cả hai. Ưu tiên tretinoin hoặc là adaptalene, có thể kết hợp hoặc thay thế bằng BPO và azelaic acid. 2. Nếu mà nặng quá thì dập kháng sinh ở trong giai đoạn đầu. 3. Đã là mụn nội tiết tức là bị rối loạn nội tiết thì cần phải có những biện pháp bổ sung hoặc thay thế hormone. Muốn biết mình thiếu hormone nào thì phải đi xét nghiệm, còn nếu không xét nghiệm muốn hên xui thì cũng được, tập trung vào androgen với cả estrogen, 99% là đúng. Vậy còn kết hợp với mỹ phẩm thì sao? Với kinh nghiệm của một người học dược đi xử lý mụn cho chính mình, kết hợp với sự tư vấn thêm của các bác sĩ da liễu tại Happy Skin Beauty Clinic thì đây chính xác là routine sử dụng thuốc và mỹ phẩm của Emmy trong 6 tháng qua để xử lý mụn nội tiết. Các bạn tham khảo thêm nhé. Chấm mụn chắc chắn phải có, dùng ngày 2-3 lần, thời gian đầu mụn bùng quá thì có thể dùng Cleansit C trong vài ngày. Dùng tre nhưng mà 1-2 lần một tuần thôi, không nên lạm dụng bởi vì có thể làm đỏ mỏng da, hoặc có thể giảm tần suất hơn nữa 1-2 tuần một lần và kết hợp thêm với các peel da hoặc là axit nồng độ cao để giúp cải thiện mụn thâm sẹo luôn một thể. Và nhớ là phải có salicylic acid nha, bởi vì sẽ giúp gom cồi rất nhanh. Uống ISO nồng độ tối thiểu 5mg một ngày, cái này thì quá ít ấy. Đối với ai muốn cải thiện nhanh hoặc là tình trạng mà mụn nặng hơn thì có thể bác sĩ sẽ kê khoảng tầm 20mg một ngày, xong rồi sau đó là giảm dần. Nhưng mà Emmy thì uống nồng độ tối thiểu như vậy thôi, bởi vì còn kết hợp thêm với cả thuốc tránh thai để mà giúp điều hòa nội tiết, nhưng mà phải là loại VM35 này nha, thì mới có những thành phần để giúp ức chế androgen và bổ sung thêm estrogen. Bạn nào mà không muốn uống thuốc tránh thai thì có thể uống thuốc lợi tiểu spironolactone, cũng sẽ có tác dụng là điều hòa nội tiết. Uống thêm kẽm và vitamin và khoáng chất tổng hợp, cái này uống cho yên tâm thôi chứ không thấy tác dụng mấy đâu, hoặc là lâu lâu lắm mới thấy tác dụng. Skincare tối giản thôi, làm sạch xong bình thường mà 7-7-4-9 bước thì bây giờ 2 bước là được rồi. Chọn các loại mỏng nhẹ không biết tắc lỗ chân lông. Gợi ý một số những kết hợp tốt nhất trong giai đoạn này mà Emmy đang sử dụng: nước thần 4% niacinamide cộng với cả serum HA, tẩy tế bào chết 12% AHA, PHA, BHA cộng với cả serum hoặc mask hoặc là kem phục hồi. Serum niacinamide hoặc là azelaic acid hoặc là mandelic acid kết hợp với cả kem B5. Mask B5 kết hợp với cả kem B5. Có thể mix match tùy theo tình trạng da và đừng quên kem mask xong dưỡng môi. Mắt môi không có tội tình gì cả, không dưỡng là sập xệ ngay. Điều cuối cùng mà Emmy muốn chia sẻ với các bạn đó là nhìn trông lên clip thì tươi tỉnh như thế này thôi, nhưng mà thực ra lúc mà bị mụn nội tiết ấy thì stress vô cùng. Không thể nào mà khuyên mọi người là đừng stress được, bởi vì chắc chắn là ai cũng sẽ stress. Chỉ có cái là chúng ta cứ bình tĩnh và chúng ta xử lý, đừng nóng vội. Đâu khác có đó, thuốc hay là bất kỳ mỹ phẩm nào cũng cần phải có thời gian để phát huy tác dụng, nên đừng bỏ cuộc nhé. Mụn nội tiết nếu đơn giản như vậy thì việc gì mất đến 6 tháng để xử lý? Bởi vì nó không đơn giản và có những điều không phải là ai cũng nói với chúng ta, kể cả là các bác sĩ và dược sĩ. Vậy thì hãy để cho em đi nói. Thì đầu tiên đó là không phải ai cũng đáp ứng với thuốc và những hoạt chất điều trị giống như nhau. Nên cho dù về nguyên tắc thì phác đồ điều trị đầu tay là như thế, nhưng ngoài tretinoin và adapalene hầu như là đáp ứng với cả mọi người, thì sẽ có một số những hoạt chất điều trị khác có thể phù hợp. Ví dụ BPO hoặc là azelaic acid, đối với Emmy một cái thì sẽ gây ra chai mụn, còn một cái thì dùng lại quá nhẹ nhàng, không có tác dụng gì cả. Ví dụ như là Emmy thì rất là hợp với cả 5% chạm trà kết hợp với cả 2% salicylic acid. Layer thêm một bước tẩy tế bào chết hóa học nữa thì gom mụn cực kỳ nhanh. Thứ hai, mụn nội tiết rất khó trị vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là dễ tái đi tái lại, vừa xử lý xong đợt này đợt khác lại đến với nguyên nhân bên trong mà. Và cái thứ hai nữa đó là mụn to không nhân, viêm sưng rất lâu lành. Mụn bày của skincare như thế nào, có nhiều bác sĩ còn không cho skincare luôn, chỉ dùng thuốc thôi. Không được, vẫn phải skincare chứ, nhưng mà thay vì 7-7-4-9 bước thì 2 bước cơ bản thôi. Đừng có dùng kết cấu dày tổ chác đấy, mỏng nhẹ mà dùng. Và nên ưu tiên những thành phần sau: niacinamide, azelaic acid, AHA, BHA, PHA, phức hợp mix lại với nhau thì càng tốt. HA vẫn ok nha, nhưng mà ưu tiên sử dụng HA cao phân tử không kích viêm đâu, và sử dụng những sản phẩm của dược mỹ phẩm ấy thì cho yên tâm. Và B5 tất nhiên rồi, làm dịu phục hồi rất tốt. Dùng cái chống nắng càng ít càng tốt, nghe ngược đời nhở. Vì khi mà dùng tre với cả acid thì da sẽ nhạy cảm hơn và dễ bắt nắng, nhưng mà lúc này thì ưu tiên số 1 đó là trị mụn, và cũng không cần cái loại nào cao siêu chỉ số ngất ngưởng, miễn làm sao phân lỏng mỏng nhẹ với cả hợp với da nhạy cảm thì có thể yên tâm dùng hơn. Tuyệt đối không cậy mụn, bởi vì mỗi một chiếc mụn nội tiết ấy như một cái ổ vi khuẩn ở trong đấy, cậy ra cái là lây lan nhanh vô cùng. Nhưng mụn nội tiết thì chắc chắn phải lấy, mấy chiếc mụn nội tiết có khi mất đến 3-4 tháng mới gom và có khả năng lấy ra được. Nếu mà lấy sớm thì sẽ bị sẹo, không lấy thì sẽ bị sai và không thể nào xử lý dứt điểm được. Mình nên đến những nơi uy tín, người ta biết chẩn đoán và chọn đúng thời điểm để mà lấy mụn ra. Và cũng nhờ đợt này bị mụn rất đau thương nên là Emmy đã phát triển xong một liệu trình có tên gọi là lấy mụn công nghệ cầu plasma 100Hz với mức năng lượng cao, và được ứng dụng tại Happy Skin Clinic để giúp là kháng khuẩn, giảm viêm sưng,
và lành hương rất hiệu quả. Lấy mụn xong thì không dùng axit, không make up trong 1 đến 2 ngày để hạn chế rủi ro. Có công nghệ plasma thì kháng khuẩn, kháng viêm cũng tốt rồi. Còn nếu không có thì dán mụn lại để cách ly nốt mụn, hoặc là thoa một lớp phao săn cọc mỏng lên vùng da vừa lấy mụn. Bữa hôm trước em mình có chia sẻ việc là sử dụng những thuốc kháng viêm mạnh để ngăn ngừa khả năng là tăng sắc tố như là viêm sưng, mà có bạn thì chửi quá trời quá đất. Em đi xin được giải thích như thế này, đối với một người học dược ấy thì có corticosteroid không có gì là xấu cả. Nên sau khi lấy mụn hoặc là laser xong, sử dụng nhóm nhẹ nhất là hydrocortisone acetate, thoa một lớp mỏng và dùng một lần duy nhất thì không có rủi ro gì cả. Còn ai mà lạm dụng nhóm thuốc này thì mới có nguy cơ là viêm da của da nha. Cuối cùng mình stress, tìm cách nào đấy để mình giải tỏa, mình khuây khỏa, ví dụ tập thể dục này, hoặc là một sở thích gì đó để cho mình quên mấy cái nốt mụn đấy đi. Kiểu gì thì nó cũng sẽ được xử lý thôi, mà nhớ là vẫn phải sinh hoạt một cách lành mạnh, đừng có thích thôi ạ. Không rượu, bia, dầu mỡ, trà sữa, chứ còn không á thì thuốc nào cũng bó tay thôi. Chị mua xong rồi còn thăm xẻ một hành trình gian nan khác, nhưng đừng lo lắng, để đến video clip sau em chia sẻ chi tiết hơn nhé.